Chào mừng quý bạn đến kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con cái máy băm cỏ, băm chuối cho trâu, cho bò, cho dê, cho cá, cải tiến mới nhất và lắp động cơ xăng. Thì như hôm trước chúng tôi giới thiệu đến bà con là cái mẫu chạy điện như này. Cái mẫu chạy điện như này. Đấy, là đây là cái mẫu máy cải tiến mới này. Đấy, băm cỏ, băm chuối cho trâu bò, chạy điện motor 1,5 kW. Nhưng với rất nhiều bà con ở vùng sâu vùng xa mà chúng ta chưa có điện đấy, hoặc là mang ra ngoài trang trại, ra ngoài đồng mà điện nó không ổn định hoặc là chưa có điện đấy, thì chúng ta sẽ cần một mẫu chạy bằng xăng. Thì đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị bà con cái mẫu máy băm cỏ chạy bằng xăng như này. Đấy, thì trước mắt chúng ta đây là hai cái mẫu máy, một mẫu chạy điện và một mẫu bằng xăng như này. Thì chúng ta sẽ xem này, về cái phần khung máy các thứ thì nó giống nhau hoàn toàn. Đấy, khung máy thì nó giống nhau, đều máy đều có bánh xe di chuyển này. Đấy, bánh xe di chuyển này, tay cầm để đẩy đi. Đấy, thùng máy thì được sơn màu xanh như này, cũng khá là đẹp. Và đây là bên trong của máy này. Bên trong máy thì là cũng có một cái lưỡi dao, hai cái cánh như này. Lưỡi dao khá là to. Kích thước của lưỡi dao thì nó rộng khoảng 10 phân đấy như này, và ở xung quanh dao thì nó sẽ có hai cái cần gạt, hai cái thanh gạt rất là to ở đây. Đấy, nó có hai cái thanh gạt to này để lúc nó băm chuối băm cỏ ra thì nó sẽ quạt cái phần cỏ phần chuối nó ra cái cửa này. Đấy, khung thép thì cũng rất là dày chắc chắn ở đây. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy dao rất là sắc, và đặc biệt thiết kế là dao này thì nó sẽ nằm sát ở cái miệng này, đảm bảo cho cái băm chuối băm cỏ của chúng ta nó sẽ bén hơn, nó có điểm tựa ở đây, nó băm đi nó sẽ ngọt hơn, dễ băm hơn. Máy thì đây là cái trục để lắp cái dao, và tháo mở dao cũng rất là dễ, chỉ cần mở con ốc 17 này ra chúng ta có thể rút ra rút vào con dao này được, rất là dễ sử dụng. Đây, máy thì động cơ của máy này thì hiện tại chúng tôi đang sử dụng động cơ là GX200 6,5 kW như này, động cơ xăng. Đây, động cơ xăng, động cơ GX200. Máy này thì khởi động bằng giật nổ, có le gió này, ở chỗ này có le gió và khóa ga ở đây, le gió khóa ga đây. Thì chúng ta sử dụng cái động cơ nhiều chúng ta đã biết rồi. Đây, còn đây là cái phần ga của máy này, đây là cái phần ga, đây là cái cần ga. Đây, còn đây là giật nổ, chúng ta sẽ phải thò tay dưới này, chúng ta thò tay dưới này chúng ta giật. Bên này là cái chế của máy này, chế thì hay nhiều bà con trong miền Nam gọi là cái bình xăng con. Đấy, động cơ sử dụng là OHV, động cơ xăng, động cơ 4 thì xăng riêng nhất riêng. Chỗ này là chỗ xả, đây là cái bô gió, bô ri của động cơ ở đây. Đấy, phía mặt bên này là công tắc của máy. Đấy, công tắc của máy đóng mở đây, và đây là cái nắp xăng, cái đây là bình xăng ở đây. Đấy, nhớt thì chúng ta sẽ đổ nhớt ở đây, nhớt máy chúng ta sẽ đổ đây. Đấy, nhớt máy. Máy thì sử dụng chạy dây cu loa bản A38. Đấy, buli này thì đã có sẵn trong theo motor, theo động cơ này. Đấy, còn sử dụng dây cu loa A38 như này. Đấy, sử dụng một dây thôi, rất là chắc chắn ở đây. Đây, buli kết nối ốc rất là chắc chắn. Đấy, chân thì bắt vít rất là cẩn thận. Máy thì có bánh xe di chuyển và tay cầm có thể kéo ra. Đây, cái phần tay cầm này có thể kéo ra này. Cái cửa đóng vào thì nó sẽ có một cái khóa đai ở đây. Đấy, cái tay cầm này có thể kéo ra đằng sau. Đấy, và chúng ta có thể là đẩy đi đẩy lại rất là dễ dàng. Chúng ta có thể nhìn thấy mang đi lại ra trang trại, ra đồng, ra ao, hồ, sau đó chúng ta có thể mang về rất là dễ dàng như này. Đấy. Thì sau khi không đẩy chúng ta có thể kéo cái này vào. Đấy, và khóa một cái khóa đai ở đây, khóa con ốc ở đây để cố định cái tay cầm của nó. Đấy, rất là dễ sử dụng, nhiều bà con, nhiều bác cao tuổi vẫn có thể dùng được. Đây là cái miệng vào của nó này, miệng vào của nó thì đường kính là bên mặt ngoài là khoảng 23, găng tay tôi 23 phân thì là 23 này, và bên trong của máy thì khoảng 20. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng băm cây chuối khoảng 2 tấc đổ lại, trường hợp mà chuối to quá thì chúng ta sẽ phải chẻ ra. Còn cỏ voi, cỏ sữa chúng ta có thể là cầm một nắm rất là to, chúng ta bỏ vào đây luôn. Đấy. Máy thì đây thì ra loa bản A, cho nên là trên này thì nó sẽ cũng sử dụng một cái buli, cái trục, một cái buồng buli bản A ở đây. Đây, đây là cái buli bằng ấy đây, bản A đây. Đấy, kết nối qua
thì nó sẽ có cái trục truyền động ở giữa này. Đấy thì nó sẽ quay cái trục truyền động này và nó sẽ quay cái dao cũng như cái kiểu cái máy chạy điện thôi. Về cái máy chạy xăng này thì bình thường nó sẽ nặng. Còn về chỉ máy chạy điện thì nó sẽ êm hơn. Máy chạy điện thì chúng ta có thể quay được bằng tay như này. Còn máy chạy xăng thì nó sẽ có bánh răng nên nó sẽ nặng hơn. Đấy. Cái thước tổng thể của máy thì chúng ta có thể thấy là chiều dài của máy là khoảng 60 này. Chiều ngang thì tổng khoảng 70. Đấy, và bề rộng thì tổng khoảng 50. Đấy. 50, 60 và 70, cân nặng khoảng 45 kg cả máy. Đấy, tổng thể máy như thế. Để bà con có thể là nắm bắt được cái phần kích thước cũng trọng lượng của máy để chúng ta có nhu cầu mua chúng ta có thể là mua được. Đấy, máy băm cỏ, băm chuối. Thức ăn cho trâu bò, vịt, trâu bò dê, cá cải tiến mới. Thì quý vị các bạn có nhu cầu mua máy băm cỏ, băm chuối chạy động cơ xăng cải tiến thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thạch Thị, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Đấy, quý vị các bạn có thể liên hệ được tư vấn cũng như là bảo giá tốt nhất về sản phẩm. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.